Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Rikki Gaming. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái phần điểm tin về những thông tin đáng chú ý được leak ra ở trong Garena Free Fire trong thời gian tới. Vâng, vẫn là những cái nguồn như Free Fire News hay là Free Fire Mania thôi. Và các game thủ của Free Fire Việt Nam thì có lẽ sẽ cảm thấy rất gato với các game thủ Indonesia khi ngày 17 tháng 8 vừa qua, đó là ngày quốc khánh của bên Indonesia, thì mỗi game thủ khi mà chơi Free Fire trong khoảng 17 phút thì sẽ nhận được đó là một cái hộp ma thuật. Và nếu như sự kiện này mà có áp dụng ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng cái sự kiện này bắt game thủ Việt Nam chơi 17 tiếng thì có khi game thủ Việt Nam sẽ làm. Vâng, nhưng bên Indo chỉ cần chơi 17 phút là đã có một hộp ma thuật rồi. Phải nói là cái sự kiện này nó quá ngon luôn. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta sẽ không có sự kiện như thế này đâu. Ok, thông tin tiếp theo mà mình muốn mang tới cho các bạn ở trong phiên bản sắp tới của Free Fire thì đó là sự xuất hiện của cái khẩu Ska bóng ma, và khẩu Ska Phantasma. Và cái khẩu Ska này thì có lẽ là các bạn đã quá chán với những khẩu Ska rồi. Và khẩu Ska mới này thì sẽ tăng 2 độ chính xác cũng như là giảm bớt đi một băng đạn. Và với việc nó chỉ là một cái súng mà nó khá là bình thường như thế này thôi thì mình không biết rằng khẩu Ska này nó sẽ được bán bên ngoài hay là nó sẽ được rơi vào trong vòng quay vũ khí, bởi vì vòng quay vũ khí của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Cá nhân mình đánh giá thì khẩu Ska này khá đẹp, tuy nhiên thì với cái chỉ số của nó chỉ là tăng 2 độ chính xác và giảm 1 băng đạn thôi thì có lẽ là đẹp thì đẹp đến đâu nhưng nó cũng khó thể so sánh những khẩu Ska khác đang có ở trong shop. Thông tin tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có đó là cái skin đầu tiên của khẩu P90. Nói chung thì cái skin này cái chỉ số của nó khá kỳ cục khi mà nó sẽ tăng 2 cái điểm, đó là tốc độ thay đạn nhưng mà nó sẽ giảm bớt đi số lượng đạn. Nói chung thì P90 là một khẩu súng mà nó có rất nhiều đạn rồi nên là cái việc giảm bớt lượng đạn thì không quan trọng lắm, nhưng cái tốc độ thay đạn thì nó cũng không quá quan trọng đối với khẩu P90 này, bởi vì đây cũng là một trong khẩu thay đạn khá nhanh. Và nói chung thì đây là một cái skin mà theo mình đánh giá thì nó ra chỉ để cho đẹp thôi. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái skin này sẽ có một cái hiệu ứng rất đẹp luôn, và không biết là với cái chỉ số như thế này thì cái khẩu skin mới này nó được đặt tên là gì. Thì theo mình đặt tên thì nó có lẽ đặt tên là khẩu P90 âm dương hay là gì đó. Nói chung thì cũng khá là đẹp, và khẩu này sẽ là một trong số những cái skin P90 mà sắp được ra mắt ở trong Garena Free Fire. Ok, một trong những thông tin mà có lẽ là rất nhiều người đang cảm thấy khá khó hiểu ở trong phiên bản đấu B17 này, đó là cái bức tường hành động. Mặc dù là bên Garena họ nói rằng nó sẽ chỉ xuất hiện trong chế độ đấu thường thôi, tuy nhiên thì không hiểu sao nó vẫn xuất hiện trong chế độ đấu rank, và thậm chí trong những cái custom map mà chúng ta đấu giải thì vẫn có thể không có cái tính năng bật tắt cái này. Và rất nhiều game thủ họ đã loot được những cái mũ 4 rồi mũ 3 rồi giáp 3 rồi thì những cái vũ khí rất mạnh như khẩu A-Dub từ cái bức tường hành động này. Thì cái bức tường hành động này thì nó là một cái tính năng mà mình nghĩ là nó chỉ nên là vui vẻ thôi, và nó sẽ khá là mất cân bằng trong ván đấu, bởi vì là nhiều người sẽ không có đủ những cái hành động này để có thể có được lợi thế đối với đối phương. Ví dụ như các bạn không mua thẻ vô cực hay là các bạn mua những cái hành động này trong shop, các bạn không mua kim cương chẳng hạn, các bạn không có cách nào các bạn sẽ lấy được những cái vật phẩm này. Ví dụ như là cái vật phẩm ví dụ như là cái biểu tượng giận dữ này thì các bạn bắt buộc là sẽ phải có cái thẻ vô cực mùa, đó là thẻ vô cực chiến binh bão cát, để chúng ta có thể sở hữu cái hành động này. Ví dụ như các bạn thấy là cái thẻ vô cực này không đẹp thì chúng ta cũng sẽ không bỏ tiền ra mua, và điều đó khiến cho chúng ta sẽ gặp bất lợi hơn so với những người khác. Ok, thì thông qua cái đoạn video này thì các bạn cũng có thể thấy được những cái vị trí mà sẽ ra ở cái hành động. Mà nói chung thì mỗi khu, gần như là mỗi khu đều có một cái nơi mà chúng ta có thể xem cái hành động này và chúng ta có thể làm theo để có thể lấy được đồ. Thì cá nhân mình đánh giá thì cái lượng đồ mà cái bức tường hành động này nó cho là khá nhiều, đôi khi thì là 1, 2, 3, có khi là 4 đồ nguyên, có khi là full một set đồ mũ 3 ra 3 luôn. Thì nói chung là bên Garena họ nên cân bằng lại cái chức năng này, đặc biệt là loại bỏ nó ra khỏi chế độ rank để cho cái chế độ rank của chúng ta nó trở nên công bằng hơn, bởi vì những người chơi mà không nạp thẻ thì chắc chắn là họ sẽ bị thua thiệt hơn rất nhiều so với những người chơi nạp thẻ ở trong cái chế độ đó là cái bức tường hành động này. Và nói chung
chung thì đây cũng là một trong cái tính năng mà mình nghĩ rằng nó cập nhật ở trong Free Fire là không cần thiết. Có thể là nó thúc đẩy cho người ta mua cái hành động này. Tuy nhiên thì nếu như mà việc mà chúng ta mua một cái đồ mà giải trí, mang tính giải trí mà nó lại ảnh hưởng đến chất lượng của ván đấu, thì mình nghĩ nó là một cái điều gì đó mà nó khá là buồn cười. Ok, thông tin tiếp theo mà mình muốn mang tới cho các bạn, đó là một trong thông tin mà có lẽ là tất cả game thủ chúng ta đều chú ý. Ok, hôm trước thì cái đây vài ngày thì mình đã có làm một cái video hé lộ về cái thẻ vô cực mùa tiếp theo, đó là thẻ vô cực của các samurai và các ninja. Và chúng ta có thể thấy là cái thẻ vô cực mùa mới này nó rất đẹp. Ok, chúng ta đều đã biết rằng cái thẻ vô cực mùa mới này sẽ là các chiến binh samurai hoặc là chiến binh ninja, và có rất là nhiều những biểu tượng đẹp, cũng như là cả bộ nam cũng như bộ nữ, nó khá giống với bộ quỷ kiếm dạ xoa. Thì nếu như bạn nào mà trong cái video kia chưa xem thì các bạn có thể xem lại luôn ở trong cái video này. Thì thẻ vô cực mùa tới chúng ta sẽ có, đó là một cái bộ đồ mà có thể nói là đây là một trong những thẻ vô cực đẹp nhất từ trước đến nay mà đã từng ra mắt trong Gana Free Fire. Thì đây là bộ thẻ vô cực, đó là Samurai Vemenho, tức là thẻ vô cực Samurai nữ. Và chúng ta cũng sẽ có một cái skin của cái khẩu P90 luôn. Và nói chung là skin này thì nó sẽ không có hiệu ứng hay là không có cái sát thương gì. Tuy nhiên thì cái điều mà mình muốn mang tới cho bạn trong cái video này thì đó là bên cạnh cái việc mà Gaena Free Fire họ sẽ cập nhật một trong những cái thẻ vô cực rất đẹp. Và thẻ vô cực này thì có thể nó sẽ rơi bắt đầu khoảng tháng đầu tháng 9. Và cái thẻ vô cực chiến binh bão cát của chúng ta còn khoảng mười mấy ngày nữa thì nó sẽ kết thúc. Và như vậy thì cái thẻ vô cực này nó sẽ rơi vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Thì ở trong cái thẻ vô cực này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái đồ đẹp, và bên cạnh đó thì sẽ có một cái cập nhật. Tức là các bạn đều biết rằng cái mốc cuối cùng của mỗi cái thẻ vô cực là 225. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta vượt qua cái mốc 225 này thì chúng ta sẽ không có thêm bất kỳ một cái lợi ích gì khác ngoài việc là chúng ta đứng trên những người chơi khác ở trong cái bức tường cái Hall of Fame, cái bức tường cái gọi là bảng vinh danh. Tuy nhiên thì ở trong phiên bản sắp tới thì có vẻ như là cái mốc 250 huy hiệu nó sẽ mang lại cho các bạn một cái dương, và cái dương này sẽ là một cái dương mà nó sẽ có rất nhiều quả trong cái dương này. Cụ thể thì quả trong dương này sẽ bao gồm những cái gì? Chúng ta có thể nhìn thấy cái ảnh minh họa ở trong cái dương này, chúng ta sẽ có thể nhận được đó là một hộp ma thuật này, hoặc là một cái skin xe. Cái skin xe máy này thì ngày trước mình đã có đưa vào trong một cái video giới thiệu cái skin xe máy này rồi, các bạn có thể xem lại. Tiếp theo chúng ta có thể nhận được một nhân vật, đó là con Caroline. Không biết là đây là nhân vật chính thức sẽ được ra mắt ở trong cái dương này hay là sẽ là một nhân vật nào khác khi mà về Việt Nam thì được thay đổi lại. Một cái skin pet, một cái động tác múa, đây là cái động tác quẩy. Và nói chung thì mình đánh giá là đây là một trong những cái đồ mà có lẽ là nó sẽ thúc đẩy cho người ta mua thẻ vô cực nhiều nhất. Thì với những cái đồ như thế này, và chúng ta thấy là ở phía dưới con mèo thì còn có những cái mũi tên hướng xuống nữa, thì nghĩa là sẽ còn nhiều phần quà khác nhau nằm trong cái dương tối thượng này. Cái dương này thì nó sẽ nằm ở cái vị trí đó là 250 huy hiệu. Tức là bình thường chúng ta cày đến 225 huy hiệu rồi thì chúng ta vẫn có thể cày thêm số lượng huy hiệu để có thể sở hữu được cái thẻ, sở hữu được cái dương này. Thì ở trong cái phiên bản test mà người ta hé lộ về cái phiên bản về cái thẻ vô cực mùa mới này thì hiện tại thì nó vẫn đang dừng ở con số 225 là mốc cuối cùng thôi, chứ nó chưa có cái mốc 250. Tuy nhiên thì một số những thông tin từ nguồn Free Fire Leaks của Free Fire News ra, như cái nguồn hé lộ Free Fire News thì đã có thông tin rằng là sẽ có những cái như là hộp ma thuật, rồi skin, rồi skin xe, rồi thì nhân vật ở trong cái thẻ vô cực mùa mới. Và mình hy vọng là Gaena Free Fire sẽ sớm bổ sung những cái mốc quà tiếp theo, ví dụ như là mốc 250 này, rồi mốc 300, rồi mốc 350, mốc 400, thì để cho chúng ta sẽ có động lực cày cái thẻ vô cực này nhiều hơn. Tại vì nhiều người thì họ sẽ bỏ tiền ra, họ mua thẳng lên 220, 225. Và nếu như mà thực ra nếu mà mọi người bỏ tiền ra mua thẳng như này thì Gaena Free Fire họ cũng sẽ có thêm những cái nguồn lợi rất là tốt về mặt gọi là, nói chung chung là về mặt kinh tế, khi mà người chơi sẽ được thúc đẩy để nạp thẻ nhiều hơn. Vâng, và đó là những thông tin của mình liên quan đến thẻ vô cực mùa mới. Và sẽ có thể bạn có thể nhận được thẻ vô cực, nhận được cái hộp ma thuật từ cái thẻ vô cực mùa mới này. Vâng, và nếu như các bạn đây là lần đầu tiên đến với kênh của Riga Gaming, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video